thì cái này thì cũng là một cái show mà mình muốn tri ân tới khán giả, với là kỷ niệm vừa sinh nhật của mình, rồi vừa 15 năm ca hát. Mình tổng hợp lại những cái bài mà trước giờ của mình được khán giả đón nhận nhiều, thì coi như là có bữa remake lại để một thời kỷ niệm của mình với khán giả. Thật ra những bài hát này là những bài hát mình rất là yêu thích từ lúc mới vào con đường ca hát. Thì những cái khúc này hồi xưa thì mình rất là siêng nghe và rất là đi tìm những cái bài hát mới để mà mình ra mắt khán giả. Những cái bài hát này mong là sẽ đem đến cho quý vị thời kỷ niệm của mình. Bởi vì sao Hiếu làm cái show remake này? Bởi vì cũng có nhiều khán giả nhắn tin cho Hiếu mới đây mà đã 15 năm rồi. Lúc trước fan của anh như là mới học lớp 10 thôi mà bây giờ cũng đã cưới chồng cưới vợ hết rồi. Mình mới làm lại những cái bài hát này để kỷ niệm một thời thanh xuân mình cùng các bạn. Cái máy có để ngoài mưa mưa phía sau không em trai? Khó khăn ở đây nè. Trời hôm nay lên ráp nhạc nhưng mà trời mưa quá trời luôn, không biết là cái ngày quay của mình nó có được như ý hay không. Thì rất là lo, tại vì ngày hôm nay mưa rất là lớn mà mình muốn cái bối cảnh ngày hôm nay quay khán giả ở đây là ngoài trời, để nó có một cái không khí gì đó nó hoài niệm một chút, mà nó hơi chiêu chiêu một chút. Nhưng mà nãy giờ mưa quá nên đang rất là lo. Tại nãy anh Hiếu, anh chạy chuẩn hát các bài mưa, anh vừa hát xong mưa luôn. Ngày hôm nay mình làm thứ nhất là kỷ niệm sinh nhật nè, rồi gặp gỡ lại các bạn fan nè, rồi kỷ niệm 15 năm ca hát cũng là một hành trình để mình phát vào ngày 20 tháng 9. Cảm xúc của em đại giờ đang nôn nao, live show này nó em nghĩ là sẽ hoành tráng. Cũng không có khó khăn mà chỉ có một cái là phần anh em là nhiều khi suy nghĩ cái ý tưởng với cái idea để cho mình khi mình phối bài, mình dựng bài để cho nó bắt tai với nó lạ hơn. Tại vì ai cũng biết là những sản phẩm hip của anh Hiếu thì cũng đã quá gần gũi với mọi người rồi. Tụi em muốn là làm vẫn giữ được cái màu, vẫn giữ giai điệu như vậy, nhưng mà mình làm cái màu mới như bây giờ hiện tại để bắt tay với thị trường nhiều hơn. Lần đầu tiên cũng được làm việc với anh Hiếu thì cũng cảm giác cũng hơi hồi hộp, lo lắng. Lần đầu tiên thì gặp anh Hiếu thì thấy anh Hiếu cũng thật sự hòa đồng, thoải mái làm việc với anh em. Dù là mới vừa tới thì trời nó trời mưa, cũng không được vui cho lắm. Sẽ cố gắng hết mình để cống hiến cho show của anh Hiếu thật là tuyệt vời. Trong khi lúc set up á, thì trời cũng mưa, nhưng mà mọi người cũng cố gắng, cũng tạnh mưa xong mọi người ra làm, rồi xong mưa mọi người lại ớt, rồi xong tạnh mưa mọi người ra làm lại. Tất cả quý vị khách quý đang có mặt trong sự kiện tối ngày hôm nay, mini show hành trình những tháng năm hạnh phúc của nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Cũng xin cố gắng là phục vụ cái show của anh Hiếu thật hết mình, chắc cho nó hoàn thiện và thật là tuyệt vời. Cũng nghe nhạc của anh Hiếu cũng rất là lâu rồi, từ chắc cũng còn nhỏ. Giờ nghe lại mấy cái bài phối mới thì cũng cảm xúc cũng như xưa, nhưng mà nó nghe có sẽ lạ hơn tí xíu, nó có một chút lạ mới à. Cái này cũng không bao nhiêu đâu, coi như là cái bữa sinh nhật của mình thôi. Ừ, nó cũng không có tốn kém nhiều lắm. Thì anh Hiếu thì là một người vui vẻ, hòa đồng. Khi làm việc với ảnh rất là thoải mái. Anh Hiếu thì một người rất là hài hước. Chỉ là anh Hiếu thì hòa đồng người thật có thể rất là nghiêm túc, rất là chỉnh chu. Nói chung là good job. Mọi người có hào hứng mọi người? Hào hứng. Qua cái live show này thì Hiếu mong là quý vị được thưởng thức những ca khúc khá lâu rồi Hiếu chưa có trình bày lại qua một cái màu áo mới. Và Hiếu mong là trên con đường ca hát sắp tới của Hiếu và những sản phẩm sắp tới của Hiếu, quý vị sẽ ủng hộ Hiếu nhiều hơn. Xin cảm ơn rất nhiều. Cái chữ bên cái góc này đá lên, đá lên đây chút. Cái góc mình làm đá lên.
Xin chào tất cả mọi người, con tên là Nguyễn Minh Chiến, hôm nay con 15 tuổi. Cảm xúc của em rất là vui khi mà được tham dự live show kỷ niệm 15 năm của chú Hồ Quang Hiếu. Phải nói hồi trước là một fan hâm mộ của chú luôn, nhạc nào cũng nghe hết. Hồi nãy mắc cơn mưa nên là phải dời lịch. Chú Hiếu cũng là lâu năm trong nghề rồi, nên là em hát sao chú cũng đỡ được. Chú Hiếu là một người rất là thân thiện, rất là hiền. Chưa thấy chú cọc bao giờ luôn. Mặc dù gặp rất là nhiều lần, chưa thấy chú cọc. Trong công việc thì chú là một người rất là kỹ càng. Và thể nói là chú rất là tập trung trong công việc luôn á. Mọi người hãy cùng đón xem live show kỷ niệm 15 năm của chú Hồ Quang Hiếu nha. Thì tập cũng hơi mệt xíu tại vì có nhiều bài hát. Thực ra thì Hiếu chứ Hiếu ra album thôi chứ Hiếu chưa có cầm mấy những cái bài hát đó đi hát bao giờ nên là lâu quá rồi cũng quên đó. Thường thường hát mấy bài mà quen thuộc thôi, ví dụ Con Bướm Xuân rồi Không Cảm Xúc, rồi mấy bài đó thì mình hay hát thôi, chứ còn mấy bài có nhiều bài lâu rồi không hát. Nhưng mà ngày hôm nay tập lại rồi, nói chung là hơi khang giọng tí, nhưng mà mong là những ngày chính mình sẽ hát tốt hơn. Cái tên rất là hay, những tháng năm tươi đẹp. Nói chung là phải có những cái tháng năm đó thì nó mới tươi đẹp được, những cái sự cố gắng của mình, những cái hành trình của mình trong 15 năm đó. Mình cố gắng nỗ lực hết mình để có một Hồ Quang Hiếu như ngày hôm nay, rất ý nghĩa đối với Hiếu. Trước tiên là mình muốn tri ân khán giả đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua, và cái thứ hai đó cũng là một cái kỷ niệm đối với riêng bản thân mình, có những cái cố gắng trong cuộc sống của mình để mình thực hiện được cái niềm đam mê ca hát của mình. Khi mà 15 năm nhìn lại này thì mình bắt đầu mình mới chợt nhận ra là cái tuổi thanh xuân của mình cũng đã hết mình vì nghệ thuật. Và xin cảm ơn quý vị đã ủng hộ Hiếu trong con đường ca hát, những bước đi đầu tiên cho đến tận bây giờ. Mới sáng giờ anh tập xong anh thấy gì sao ạ? Ốp đi. Mệt quá. Tắt nhiều quá mệt. Tập mệt quá. Sức khỏe giờ này xuống rồi. Thấy hét đổ mồ hôi quá trời. Trời nắng quá mà. Nắng quá nắng. Chẳng hôm nay em.
chào mọi người, chúng mình là FC của anh Hồ Quang Hiếu. Dạ, thì đêm nay tụi mình đến với đây với một cái tinh thần nhiệt huyết rất cao để ủng hộ live show của anh. Em muốn nói một câu là chúng mình là sẽ là mãi mãi là fan của anh Hồ Quang Hiếu ạ. Hồ Quang Hiếu, Hồ Quang Hiếu, Hồ Quang Hiếu. Áp gì đẹp thiệt chi. Không, cái đương nhiên, nó chụp đẹp mà cứ lắc quá. Trời ơi, lúc đó em quay bà, em chụp bà ăn gì vậy? Đẹp ha, cái áo thức đó ha. Thật ra là make-up rồi đó, mà bà muốn lên hình đó, bà đè tôi ra. Qua make-up mặc cái gương đây mà quay cái mặt ra đây không? Nó có chịu nổi không? Là make-up rồi, xong cái là anh chờ có quay phim, anh cho anh make-up cho anh dùng đây nè. Đây, người thầy. Người thầy rất là bao dung và dễ thương. Xin chào tất cả mọi người ạ. Anh em Vũ với Hồ Quang Hiếu thì làm rất là nhiều dự án với nhau rồi, cho nên cũng không cần phải tập tành quá nhiều đâu, vì đây là những ca khúc rất là quen thuộc để dành cho khán giả, thì chỉ có lên và chúng ta hát và dành tặng những cái gì hay nhất cho quý vị thôi. Ngoài những cái khó khăn thì chỉ thấy hiện tại cái khó khăn duy nhất là trời mưa, và cũng toàn nghiệp Hiếu đang phải đối mặt với một cơn bão rất lớn được mang tên là cơn bão cấp số 13, gió giật ầm ầm, nhưng mà live show vẫn sẽ diễn ra, quý vị yên tâm. Đây sẽ là live show kỷ niệm 15 năm của ca sĩ Hồ Quang Hiếu và sẽ được phát sóng độc quyền ở trên kênh YouTube của Hồ Quang Hiếu, cho nên quý vị hãy cố gắng subscribe cũng như là ấn theo dõi kênh của Hồ Quang Hiếu để có được những cái ca khúc mới nhất cập nhật lên liên tục cho quý vị. Và đây sẽ là một trong những cái live show để lại ấn tượng tốt nhất cho quý vị, vì đây là những ca khúc gắn liền với tuổi thơ của các bạn 9x2k. Khi anh nhận được cái lời mời của Hồ Quang Hiếu về cái chương trình này thì đầu tiên anh cảm thấy rất là đói. Anh thấy rất là vui, tại vì trong sự nghiệp của Hồ Quang Hiếu thì anh cũng là một trong những người góp mặt tương đối khá là dày trong cái bên cái phần sự nghiệp của Hiếu. Cho nên khi xuất hiện á thì Hiếu gọi cho anh thì anh cảm thấy rất là vinh hạnh, rất là vinh dự khi mà được đứng đây mấy cấp rồi lát họ sẽ được hát cho Hiếu hai bài mà đích thân anh sáng tác luôn. Đây là một cái điều rất là vinh hạnh với Nguyễn Đình Vũ. Tựa bay tên nữ trong cung nhà mình, cha cha cha. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Hà rất là vinh dự khi có một cái lời mời làm MC cho mini show kỷ niệm 15 năm ca hát của anh Hồ Quang Hiếu. Hôm nay thì mọi người cũng thấy là thời tiết nó không có được tốt lắm, nhưng mà Hà thấy ở ngoài kia đã có rất là đông fan của anh Hiếu rồi nhờ. Hy vọng là hôm nay với cái sự cổ vũ nhiệt rất là nhiệt tình từ tất cả các vị khán giả nè, rồi cũng có rất là nhiều các ca sĩ, nhạc sĩ khách mời cũng có mặt trong chương trình hôm nay, thì hy vọng là hôm nay Hiếu sẽ hát thật là tốt, cũng như là chương trình sẽ diễn ra một cách tốt đẹp nhất và làm mãn nhãn tất cả những người yêu âm nhạc và đặc biệt là những fan hâm mộ của ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Tiếng Nhỏ và hôm nay mình được lời mời live show remake 15 năm của anh Hồ Quang Hiếu. Nhưng mà bây giờ là thời tiết rất là mưa, nhưng mà mình vẫn mong đợi thưởng thức những ca khúc của anh Hiếu. Mình rất mong mọi người sẽ ủng hộ live show của anh Hồ Quang Hiếu. Em chào tất cả mọi người, mình là Jonic. Mình rất là vui vì mình là một ca sĩ khách mời của live show của anh Hồ Quang Hiếu. Mặc dù thời tiết hôm nay đang rất là mưa, nhưng mà mình vẫn tràn trề năng lượng để mà sẵn sàng tham gia một tiết mục góp giọng cùng anh Hồ Quang Hiếu. Mọi người hãy đón chờ nha. Hôm nay em được anh Hiếu mời tham gia chương trình Remix Hit Live Show 15 năm của anh Hồ Quang Hiếu. Em được đến mời là một người em. Và hôm nay trời đang rất là trời mưa rất là to, rất là hồi hộp và nóng lòng, và rất là muốn đến để tham dự chương trình. Em cũng rất thích nghe những bài của anh Hiếu, và chắc chắn khán giả và mọi người cũng cảm xúc rất giống như em đúng không ạ? Mong mọi người sẽ chờ đợi và đón xem trên kênh YouTube của anh Hiếu, Remix Hit Live Show 15 năm của anh ấy. Hello mọi người, chúng mình chính là Mix Band, và hôm nay ban nhạc được vinh dự đứng cùng sân khấu đàn đệm hát cho live show 15 năm của anh Hiếu. Ban nhạc rất là vui mừng và đang háo hức đang đợi live show. Và hiện tại bây giờ ngoài trời cũng đang mưa gần hết rồi, thì bây giờ tụi em đang hào hứng đại để ra để có thể trình diễn cháy bỏng cùng live show lần này. Xin chào tất cả mọi người, mình là Bella và hôm nay mình rất là vui khi được có mặt tại live show Remake Hit 15 năm của chú Hồ Quang Hiếu, và mong là mọi người sẽ ủng hộ cho chú Hồ Quang Hiếu thật là nhiều khi mà clip được phát sóng nha. Chào tất cả mọi người, mình tên là Vũ Quang Dũng. Hôm nay mình rất vui khi được tham gia Remake Hit Live Show 15 năm của anh Hồ Quang Hiếu. Mình rất mong chờ những tiết mục đặc sắc này.
mọi người hãy đón chờ live show này trên kênh YouTube của anh Hồ Văn Hiếu nhé. Xin chào mọi người, mình tên là Gia Kỳ và hôm nay mình rất là vinh hạnh và hạnh phúc vì được mời tới show của anh Hồ Quang Hiếu. Và cảm xúc bây giờ của mình rất là hào hứng và hồi hộp để có thể xem được những ca khúc mà anh Hồ Quang Hiếu sắp thể hiện. Mọi người hãy chờ đợi sản phẩm sắp tới của anh Hồ Quang Hiếu nha. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì Tường Quân rất là vui khi mà đến tham dự live show 15 năm các ca khúc hit của ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Như quý vị cũng đã thấy thì hiện nay thì tất cả các fan cũng như là tất cả các khách mời đều đã tụ họp rất là đông đủ ở đây rồi và chỉ chờ đến giây phút mà nhân vật chính của chúng ta bước lên sân khấu. Ngày hôm nay thì Tường Quân rất là vui và cũng rất là hãnh diện khi mà được là một trong số những khách mời tới đây để tham dự cái buổi live show này. Tường Quân rất là vinh dự khi mà ngày hôm nay được anh Hiếu mang lên sân khấu này một ca khúc. Ca khúc này thì hai anh em cũng đã hợp tác với nhau cách đây 6 năm rồi. Ca khúc mang tên là Đừng Bắt Anh Mạnh Mẽ. Đây là một trong số những ca khúc mà Quân rất là thích và cũng rất là ưng ý khi mà hợp tác với lại Hồ Quang Hiếu. Đối với Quân thì anh Hiếu giống như là một người anh, một người đồng nghiệp và là một người mà đã chỉ dạy cho Quân rất nhiều điều trong cuộc sống cũng như là trong công việc. Vì vậy mà ngoài cái tình cảm trong công việc thì hai anh em còn rất hay chia sẻ với nhau những cái niềm vui cũng như là những nỗi buồn trong cuộc sống hay là những cái điều mà anh Hiếu đã từng trải nghiệm. Anh Hiếu luôn chia sẻ cho Quân và ngày hôm nay thì được là một phần trong cái chặng đường dài của anh Hiếu suốt 15 năm thì mình được làm một phần một đoạn đường rất là ngắn thì mình cũng rất vui và rất là vinh dự. Mình rất hy vọng là tất cả quý vị và các bạn sẽ luôn ủng hộ cho anh Hiếu trên con đường nghệ thuật cũng như là tất cả những ca khúc, tất cả những cái dự án của anh Hiếu được phát hành và mang tới tất cả khán giả. Với cái sự chuẩn bị của ekip làm chương trình tối ngày hôm nay thì mọi người cũng thấy là rất là hoành tráng, là sân khấu cũng rất là đẹp, rất là công phu và mọi người cũng ủng hộ rất là nhiệt tình. Nhưng mà do điều kiện thời tiết không cho phép nên là ngày hôm nay sẽ phải dời cái chương trình tối ngày hôm nay sang một ngày khác. Và hy vọng là mọi người sẽ đón xem cũng như là ủng hộ nhiều hơn nữa cho mini show Hành Trình Những Tháng Ngày Tươi Đẹp của nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu nhé. Thôi, bỏ bưng lên cho bao bốn bạn bưng. Anh Gia Sang ơi, Sang, anh Sang ơi. Thank you.
thôi qua đúng không anh? Như hoa mùa xuân này, nắng mùa hạ, cho mùa thu, tuyết mùa đông, sẽ có rất là nhiều cái bài hát hay để phục vụ cho tất cả mọi người và đặc biệt là FC Hồ Văn Hiếu nhé. Hello cả nhà, mình là Thuy Quỳnh và hôm nay mình rất là vui và hạnh phúc khi có mặt tại buổi live show kỷ niệm 15 năm của anh Hồ Quang Hiếu. Và anh em mình đã tập luyện với nhau rất là kỹ lưỡng và bây giờ thực sự rất là hào hứng để lên sân khấu biểu diễn cùng anh. Và Quỳnh chúc cho live show của anh Hồ Quang Hiếu thành công và tốt đẹp. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người ơi, mọi người cùng chờ đợi và đón xem buổi live show của anh Hiếu trên kênh YouTube nha. Cảm ơn mọi người nha. Trước khi mà diễn ra live show thì anh Hiếu có gửi bài cho mình và kêu mình hát với lại anh Hiếu một hai bài, là một trong những bài mà mình đã sáng tác cho anh Hiếu từ ngày xưa. Thì mình cũng rất là vui khi mà nhận được cái lời mời của anh Hiếu. Khi mà nhớ lại ký ức của hai anh em, mình cảm thấy rất là vui và rất là trân trọng. Mình cũng xin chúc cho anh Hiếu trên con đường nghệ thuật của mình sẽ luôn luôn phát triển, luôn luôn thăng hoa và sẽ luôn luôn bình an và hạnh phúc. Và mọi người hãy cùng chờ đón live show này của anh Hiếu sẽ được phát sóng trên kênh YouTube của anh Hiếu nha. Xin chào tất cả mọi người, con tên là Nguyễn Minh Chiến. Hôm nay thì con được tham gia live show của chú Hồ Quang Hiếu kỷ niệm 15 năm trong con đường nghệ thuật của chú. Thì hôm nay con được hát chung với chú một ca khúc được mang tên là Nơi Ấy Con Tìm Về. Thật sự thì con cảm thấy rất là vui và hãnh diện khi được đứng kế bên chú và cầm micro hát với chú một ca khúc mà phải nói từ rất lâu rồi con đã yêu thích. Thì con sẽ cố gắng hết sức trong phần trình diễn của con. Mong mọi người hãy cùng đón xem trên kênh YouTube của chú Hồ Quang Hiếu nha. Rồi, máy chạy 3, 2, 1, diễn. Hôm nay chương trình kết thúc nha mọi người. Cuối cùng thì ekip của mình và anh Hồ Quang Hiếu đã thực hiện xong live show lần này. Thì cảm xúc bây giờ của mình là rất là vui và hạnh phúc vì hai ngày vừa qua là mưa tầm tã, mọi người đến đây là đã make up và chuẩn bị phục trang sẵn sàng hết rồi, nhưng trời rất mưa rất là to nên là mọi người không thể nào quay được cái gì cả trong hai ngày vừa qua. Thì tới ngày hôm nay thì tụi mình và anh Hồ Quang Hiếu là đã cố gắng hết sức, rất là mong thời tiết là thuận lợi để quay xong live show này. Thì ông trời cũng không phụ lòng người, cuối cùng thì cũng đã quay xong live show lần này rồi. Mong mọi người hãy đón chờ xem live show Remix 15 năm của anh Hồ Quang Hiếu tại kênh YouTube của anh Hồ Quang Hiếu nhé.